Thủ tướng đương nhiệm của Anh bà Theresa May khẳng định mục tiêu sẽ cắt giảm lượng người nhập cư vào Anh xuống hàng chục nghìn người mỗi năm nếu bà tiếp tục thắng cử. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết hôm 8 tháng 5, đảng bảo thủ của bà sẽ tiếp tục giữ cam kết cắt giảm lượng người nhập cư vào Vương quốc Anh xuống hàng chục nghìn người mỗi năm nếu đảng này thắng trong cuộc bầu cử vào tháng tới. Mặc dù cam kết này đã được đưa ra từ khi đảng bảo thủ cầm quyền vào năm 2010, cho đến nay nó vẫn chưa được hiện thực hóa. Số liệu chính thức cho thấy lượng người nhập cư cố định vào Anh trong năm ngoái là 273.000 người, giảm 49.000 người so với năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2014. Theo mục tiêu của đảng bảo thủ thì lượng người nhập cư cố định sẽ phải ở mức dưới 100.000 người. Thủ tướng Anh cho rằng khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu thì luật lệ sẽ chặt chẽ hơn nên lượng người nhập cư vào Anh sẽ được kiểm soát tốt hơn.